Cơ thể của chúng ta đã có một khả năng tuyệt vời, đó là tự tái tạo để duy trì sự trẻ trung. Trên thế giới này đã có những người khéo léo sử dụng khả năng này, họ tràn đầy sức khỏe, trẻ trung không tưởng dù đã 40, 50 hay thậm chí 6, 70 tuổi. Và thứ nhất đó là họ không dùng đến dao kéo thẩm mỹ, bản thân họ tỏa ra sự tươi trẻ và năng lượng đầy mê hoặc. Hãy đoán xem họ đã làm gì nhỉ? Phương pháp mà họ dùng không cần đến quá nhiều tiền bạc, cũng không phải là những quan niệm mê tín dị đoan hay lý thuyết không có căn cứ, mà nó dựa trên những nghiên cứu khoa học chắc chắn được công nhận là phương pháp hiện đại nhất để duy trì sức khỏe và trẻ trung. Phương pháp này chỉ cần bạn có lòng kiên nhẫn, mở rộng tâm trí để tiếp thu kiến thức mới và sự điều chỉnh hợp lý trong việc áp dụng phương pháp này vào cơ thể của mình. Bạn đã sẵn sàng để nhận chìa khóa có thể thay đổi cơ thể bạn, giúp bạn trẻ trung trong 15 tới chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tôi khám phá nội dung quyển sách Kỹ thuật khiến cơ thể trẻ mãi của tác giả Otacide Deo. Otacide Deo là giáo sư y khoa tại Nhật Bản. Năm 1979, sau khi tốt nghiệp Đại học Tokyo, ông trở thành nhà nghiên cứu của Đại học Basel, Thụy Sĩ. Tác giả đã dành 30 năm để nghiên cứu tế bào cơ thể và phát hiện ra phương pháp giữ gìn sự trẻ trung cho con người. Hiện nay, ông là một chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào và đang giữ chủ tịch ba thiết của Nhật Bản. Quyển sách của ông, Kỹ thuật khiến cơ thể trở nên trẻ mãi, đã tạo ra một làn sóng lớn trong cộng đồng ở Nhật Bản và đã được chứng minh bởi sự thay đổi sức khỏe từ cơ thể của những người đã áp dụng thành công phương pháp này. Các phương pháp mà tác giả Otacigeo chia sẻ trong quyển sách này chắc chắn sẽ là chìa khóa để giúp cho bạn mở cánh cửa đến với một cơ thể và vẻ ngoài trẻ trung trong 5 đến 10 năm tới. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá sức mạnh khiến cơ thể trẻ trung là gì? Video hôm nay sẽ chia thành 3 phần. Phần 1 đó là bí mật để trẻ hóa dễ dàng trong vòng 10 năm, chỉ cần tăng cái thứ đó trong cơ thể. Phần 2, để bạn bố trí thời gian hợp lý, cơ thể sẽ tái tạo và trẻ trung. Phần 3 đó là 3 thói quen giúp tăng năng lượng làm cơ thể trẻ từ bên trong. Chúng ta hãy cùng bắt đầu bước vào phần 1. Bí mật để trẻ hóa dễ dàng trong vòng 10 năm, chỉ cần tăng thứ đó trong cơ thể. Thứ đó mà tác giả nói tới đây, đó chính là ti thể, cơ quan nhỏ bé có mặt trong mỗi tế bào của cơ thể của chúng ta. Tác giả khẳng định rằng việc sinh hoạt có việc ý thức về sự tồn tại và hoạt động của ti thể sẽ giúp cho chúng ta trẻ trung và ngăn chặn nhiều bệnh tật khác nhau. Có thể bạn đang hoài nghi ti thể có khả năng giúp trẻ hóa cơ thể và bệnh phòng tránh bệnh tật sao? Tôi chưa từng nghe điều này. Tuy nhiên, nghiên cứu về ti thể đang trở thành tâm điểm của giới khoa học trên toàn cầu và tầm quan trọng của ti thể đang được nhắc đến trong nhiều loại sách và luận văn mới nhất. Việc bạn có kiến thức về ti thể, biết cách làm như thế nào để giữ cho ti thể khỏe mạnh, đồng thời làm tăng số lượng của chúng bên trong cơ thể, đó chính là chìa khóa quan trọng để khiến cơ thể bạn duy trì sự trẻ trung. Khi tuổi tác tăng lên, ta sẽ chứng kiến sự thay đổi từ cơ thể. Hơi thở của chúng ta nhanh chóng tăng lên sau khi leo lên cầu thang. Cơ thể của chúng ta trở nên dễ mệt mỏi sau cuộc vận động. Ta trở nên khó duy trì hoạt động trong thời gian dài. Vậy bạn sẽ làm gì khi cảm nhận rõ ràng là cơ thể của mình đang dần suy giảm? Có thể một số người sẽ trả lời, khi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ đi tìm cái giường, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Tôi hy vọng rằng bạn không phải là người vừa nói câu đó. Nếu cố gắng nghỉ ngơi liên tục, thì trái lại, cơ thể của bạn sẽ bị mất năng lượng khi nằm hoặc ngồi quá nhiều. Cơ thể cảm thấy không còn cần năng lượng, khiến khả năng sản sinh chuyển hóa năng lượng của chúng ta dần bị suy yếu. Cơ thể của chúng ta có cấu trúc đặc biệt, nếu không sử dụng nó sẽ suy giảm. Giống như cơ bắp sẽ suy giảm nếu như không vận động. Nếu bạn chỉ nằm nghỉ ngơi một cách liên tục, sự sản sinh năng lượng trong cơ thể sẽ giảm. Cơ thể bạn cần năng lượng để đi bộ, để chạy bộ, để suy nghĩ và để làm việc, để yêu. Một khi năng lượng giảm, chúng ta sẽ dễ bị mệt mỏi. Cơ thể thiếu năng lượng, chúng ta sẽ già rất nhanh. Tin vui là chúng ta có thể thay đổi vấn đề từ góc nhìn ngược lại. Nếu ngược lại ta khiến cơ thể tăng khả năng sản sinh năng lượng thì sao? Ở khi đó, cơ thể chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Các tế bào bên trong cơ thể, tế bào của chúng ta trẻ lại. Vậy là năng lượng chính là yếu tố chính làm cho cơ thể của chúng ta trở nên trẻ trung. Và nhà máy sản xuất năng lượng cho cơ thể, đó chính là ti thể. Chắc bạn đã nghe đâu đó về ti thể trong bộ môn sinh học lúc còn ngồi ở trong ghế nhà trường.
thi thể chính là những công nhân nhỏ bé không ngừng nỗ lực làm việc trong nhà máy sản xuất năng lượng bên trong cơ thể, giúp chúng ta luôn khỏe mạnh và trẻ trung. Để nhà máy sản xuất được nhiều năng lượng, ta phải tìm cách gia tăng số lượng công nhân trong nhà máy, đó chính là thi thể. Vậy cụ thể tôi nên làm gì? Phương pháp đầu tiên để gia tăng thi thể giúp cho bạn trẻ trung đó là tăng dần dần số lần tập thể dục và vận động. Và phương pháp này hoàn toàn phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chắc hẳn bạn đã từng trải qua trải nghiệm khi mới bắt đầu tập thể dục, vận động, bạn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tuy nhiên, sau một thời gian, bạn cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó, bạn nghĩ rằng nhờ cơ thể đã quen dần với việc vận động. Nhưng thực tế, có một sự thay đổi to lớn đang diễn ra bên trong cơ thể của bạn. Số lượng thi thể của bạn đang được tăng lên. Khi bạn không có thói quen tập luyện và bạn bắt đầu thay đổi thói quen, bạn bắt tay vào vận động. Thời gian đầu, bạn đang đòi hỏi ở cơ thể mình một nguồn năng lượng mà thường ngày nó vốn không có. Khi đó, cơ thể của bạn sẽ phản ứng như đang đối mặt với một tình huống khẩn cấp và nó gồng mình cố gắng cung cấp năng lượng cho bạn luyện tập. Hãy tưởng tượng như một nhà máy, mỗi ngày chỉ cần sản xuất 1.000 sản phẩm là được. Nhưng đột ngột, ông chủ đã bảo bạn, này, hôm nay chúng ta phải sản xuất 2.000 sản phẩm. Yêu cầu đột ngột của bạn khiến nhà máy sản sinh năng lượng bên trong gồng mình nên làm việc cho đủ lượng mà nó bị quá tải. Nên ban đầu, cơ thể của bạn sẽ bị mệt mỏi. Nhưng nếu bạn kiên trì tập luyện, cơ thể sẽ hiểu rằng bạn luôn cần một nguồn năng lượng như vậy mỗi ngày. Nhà máy sản xuất năng lượng trong cơ thể sẽ tuyển thêm công nhân. Số lượng các công nhân nhỏ mang tên thi thể dần dần tăng lên. Sự xuất hiện đông đảo của công nhân thi thể khiến nhà máy sản xuất năng lượng hoạt động mạnh mẽ mà không bị quá tải. Bạn cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, nhờ thói quen vận động, cơ thể của bạn bắt đầu vận động từ bên trong. Bạn gia tăng lượng thi thể mỗi ngày. Phương pháp này khiến bạn duy trì được sự trẻ trung của cơ thể. Ngược lại, nếu bạn cứ nghỉ ngơi liên tục vì cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhà máy bên trong cảm thấy, ta không cần phải làm việc nhiều nữa. Nó dần dần sa thải công nhân đặt thi thể. Số lượng thi thể dần dần giảm và biến cơ thể của bạn dần trở nên già cỗi và không thể tạo ra năng lượng. Và dần dần chức năng của cơ thể sẽ suy giảm và ta dễ bị bệnh tật. Vẻ ngoài của chúng ta cũng dễ bị già đi nhanh chóng. Tôi sẽ thành thật với bạn là chúng ta không nên quá nuông chiều cơ thể. Càng sống một cuộc sống chiều chuộng cơ thể, ngược lại cơ thể sẽ suy giảm, lao dốc không phải. Thi thể không chỉ hoạt động trong cơ thể mà còn ảnh hưởng đến não bộ. Chắc bạn đã nghe rằng nếu đầu óc không được hoạt động thường xuyên, nếu bạn không sử dụng não một cách tích cực, trí lực của nó sẽ giảm dần. Tôi sẽ nói nhỏ cho bạn bí mật này, thi thể tồn tại trong mọi tế bào của cơ thể, nhưng chúng đặc biệt nhiều trong các tế bào thần kinh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng nguyên nhân gây ra tình trạng mất trí nhớ ở người già chính là do năng lượng từ thi thể suy giảm. Vậy nên, chúng ta cần phải ý thức được rằng cơ thể sẽ suy yếu nếu như không được hoạt động tích cực. Chúng ta không nên nuông chiều cơ thể quá mức. Thay vào đó, chúng ta cần thúc đẩy cơ thể sản xuất thêm thi thể bằng cách vận động cơ thể hợp lý và khiến cho đầu óc được rèn luyện. Hiện tại bạn đang xem video đến đây, tôi nghĩ thi thể trong tế bào thần kinh của bạn đang tăng lên vì bạn đang trong hoạt động học hỏi kiến thức mới. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng thi thể có tác dụng làm trẻ hóa cơ thể. Bạn có biết về gốc tự do? Đây là những phân tử gây hại cho cơ thể, gây ra não hóa và nhiều bệnh tật khác. Một trong những lý do phụ nữ sống lâu hơn nam giới có liên quan đến gốc tự do. Hormone nữ oxytocin có khả năng chống một phần oxy hóa, loại bỏ gốc tự do, giúp phụ nữ có thể sống lâu hơn. Giờ đây, gốc tự do này gây hại cho chúng ta. Nhưng thực tế thì thi thể và gốc tự do, chúng nhiều lúc là bạn bè của nhau. Công nhân nhỏ thi thể làm việc cần mẫn tạo năng lượng để chúng ta trẻ trung và khỏe mạnh. Nhưng trong nhà máy năng lượng, có anh công nhân thi thể chất lượng tốt và cả những anh thi thể chất lượng kém. Anh công nhân thi thể chất lượng tốt sẽ tạo ra năng lượng một cách hiệu quả, giúp ta khỏe mạnh trẻ trung. Ngược lại, những thi thể chất lượng kém không những hiệu suất tạo năng lượng kém mà còn tạo ra gốc tự do gây hại cho cơ thể của chúng ta. Vậy tại sao thi thể chúng lại chia thành chất lượng tốt và xấu như vậy? Đừng nên vội trách công nhân. Việc này là do ông chủ của thi thể là chúng ta đó. Do lối sống của ta khiến chất lượng của thi thể trở nên tốt hoặc xấu. Lối sống sinh hoạt tốt khiến cho thi thể có chất lượng tốt.
chất lượng thi thể tốt, bạn sẽ cảm thấy luôn tràn đầy năng lượng, chậm quá trình lão hóa và được bảo vệ khỏi tác hại của gốc tự do, hiệu quả đối với sắc đẹp cũng vô cùng lớn. Ố, vậy thì tôi sống một lối sống cố ý tăng số lượng thi thể và cải lượng chất lượng của chúng là được chứ gì? Nhưng cụ thể, tôi nên làm gì? Các hành động cụ thể nên làm chính là nằm ở phần 2 và phần 3. Trước khi sang phần 2, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số điểm cần chú ý trong phần 1. Ý thứ nhất, chúng ta cần phải tăng số lượng thi thể bằng tăng vận động cơ thể và đầu óc. Chúng ta sẽ trở nên trẻ trung hơn trong 10 năm một cách dễ dàng. Các nghiên cứu về thi thể đang phát triển nhanh chóng và chúng sẽ là chìa khóa để giữ cơ thể trẻ trung, ngăn chặn quá trình lão hóa và ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật. Ý thứ hai, nếu luôn nuông chiều cơ thể bệnh tật, cơ thể tạo nên năng lượng và tạo chất lượng của chúng sẽ giảm. Điều này khiến chức năng tự trẻ hóa của cơ thể không hoạt động, cơ thể bị thiếu năng lượng và không thể bảo vệ mình khỏi tác hại của gốc tự do, cơ thể mau chóng già cỗi, dễ mắc các loại bệnh. Ý số 3, hãy chọn một lối sống sinh hoạt tốt để tăng số lượng thi thể và cải thiện chất lượng của thi thể. Chúng ta hãy bước sang phần 2 và phần 3, những hành động nên làm để duy trì sự trẻ trung cho cơ thể. Phần 2, thiết lập thời gian để bụng rộng. Trong phần này, đề xuất các phương pháp cụ thể cải thiện chất lượng và tăng số lượng thi thể, khiến cơ thể trở lên trẻ trung hơn mỗi ngày. Chắc chắn bạn đã biết rằng ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Và có lẽ bạn cũng nghe đâu đó rằng ăn ít hơn hoặc thiết lập thời gian đói định kỳ rất tốt cho sức khỏe. Tác giả khẳng định rằng đúng như vậy. Nếu thiết lập thời gian đói hợp lý cho cơ thể sẽ trở trung trở lại. Ngày xưa, trong quá khứ, vị vua thời nhà Tần và những nhà có quyền lực đỉnh cao khác đã mong muốn trường sinh bất lão sau khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tiền bạc và quyền lực. Đến tận ngày nay, cũng có rất nhiều nhà quyền lực và giàu có khác trên thế giới. Họ đầu tư hàng tỷ đô la vào các nghiên cứu về công nghệ kéo dài tuổi thọ, công nghệ kéo dài sự trẻ trung cho cơ thể. Khi có được mọi thứ, người ta vẫn quay lại vấn đề sức khỏe và phương pháp duy trì thanh xuân. Nghĩ kỹ lại, chúng ta có thể hiểu cảm giác của những nhà đầu tư này. Dù bạn giàu có bao nhiêu, bạn cũng không thể mang tiền đi đến thế giới bên kia. Vì vậy, mọi người muốn kéo dài tuổi thọ, kéo dài thanh xuân bằng sức mạnh của đồng tiền mà họ có. Điều này là hoàn toàn hợp lý. Các nhà quyền lực trong quá khứ và những người thành công trên toàn thế giới, họ đã tìm kiếm thức ăn để trở lên bất lão. Hay nói cách khác, thức ăn để làm cho cơ thể duy trì sự trẻ trung. Họ đã cố gắng giành được sự trẻ trung vĩnh viễn bằng cách ăn một cái gì đó. Tuy nhiên, thức ăn để trở lên trường sinh bất lão vẫn chưa có trên đời. Nhưng bây giờ, mặc dù nó không được coi là bất lão, nhưng nhờ vào khoa học mới nhất, chúng ta đã biết cách để tăng số lượng thi thể thông qua chế độ ăn hạn chế calo, ngăn chặn quá trình lão hóa và giữ cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh. Thật là đáng ngạc nhiên, cách cụ thể và khoa học nhất để đạt được điều đó không phải là ăn một cái gì đó, mà là không ăn một cái gì đó. Thật là trớ trêu. Cách để ngăn chặn quá trình lão hóa và giữ cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh không phải là tìm và ăn thức ăn bất lão như tất cả những người quyền lực trong quá khứ và những người thành công trên toàn thế giới đã cố gắng tìm kiếm, mà là không ăn. Vậy thì sau khi nghe điều này, bạn nghĩ gì về việc này? Không ăn có thể chống lại quá trình lão hóa, hay nói đúng hơn, nếu bạn có thời gian đói hợp lý, bạn sẽ trở nên trẻ trung và mạnh mẽ hơn. Chẳng phải điều này thực sự là một tin mừng lớn đối với những người bình thường như chúng ta hay sao? Bởi vì giả sử trên đời có thuốc chống lão hóa, thuốc trường sinh bất tử, những thứ như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ đắt, chỉ có thể thuộc về những người cực kỳ giàu có trên thế giới. Những thứ đó sẽ rất khó có thể đến tay chúng ta, những người kinh tế bình thường. Nhưng nếu phương pháp tối tân nhất để giữ cơ thể trẻ trung là chỉ cần khiến cho bụng đói, thì dù bạn không có tiền, bạn vẫn có thể thực hiện được. Ngược lại, càng giàu có và thành công, càng có môi trường để ăn đủ mọi thứ ngon, thì việc làm đói bụng có lẽ sẽ khó khăn hơn đó. Và thực tế là, việc hạn chế calo có thể kích thích hoạt động của gen sống lâu, làm tăng số lượng thi thể và kéo dài tuổi thọ. Điều này đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu trên nhiều loài sinh vật khác nhau. Thí nghiệm nổi tiếng nhất là thí nghiệm với khỉ vàng, được tiến hành trong thời gian dài. Những con khỉ với chế độ ăn hạn chế calo lên đến 70% trong thời gian dài, có vẻ ngoài trẻ trung hơn rất nhiều,
và số lượng chết do bệnh liên quan đến lối sống và tuổi già giảm xuống còn 1/3. Ngoài ra, chúng còn có tuổi thọ dài hơn những con thử khỉ có chế độ ăn bình thường, vì khỉ là loài động vật gần nhất với con người. Vì vậy, người ta cho rằng con người cũng có thể sống lâu hơn nếu hạn chế calo trong chế độ ăn, bằng cách khiến cơ thể cảm nhận thấy sự đói bụng, chức năng của thi thể được cải thiện, số lượng thi thể dần dần tăng lên, cơ thể dần trở nên khỏe mạnh hơn, giúp ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa, tức là các căn bệnh béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, vân vân. Và đương nhiên, giống như phương pháp tăng dần số lần tập thể dục ở chương 1, phương pháp tạo thời gian đói bụng này không khuyến khích bạn áp dụng vô tội vạ cơ thể. Bạn đặc biệt cần phải lắng nghe phản ứng của cơ thể, vận dụng hoặc điều chỉnh hợp lý để phù hợp với thể trạng sức khỏe hiện có của bạn, không thực hiện vượt quá mức chịu đựng của cơ thể. Tác giả khuyên bạn có thể ăn 2 bữa thay vì 3 bữa trong ngày, hoặc nhịn ăn vào ngày cuối tuần. Và bạn hãy luôn nhớ, hãy điều chỉnh khéo léo phù hợp với thể trạng của cơ thể. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ, không, tôi không thể để bụng đói đâu được, việc này không phù hợp với sức khỏe của tôi. Nếu vậy, tác giả sẽ đề xuất một phương pháp trẻ hóa khác dễ dàng thực hiện hơn cho bạn. Đó là lên dừng việc ăn nhanh nặng. Khi một số người tụ tập để ăn cơm, luôn có người ăn nhanh và người ăn chậm. Bạn thuộc loại người nào? Nếu bạn nhận ra rằng bạn là người ăn nhanh, tôi hy vọng bạn sẽ thay đổi thói quen này. Bởi vì nếu bạn ăn nhanh, cơ thể sẽ tạo ra nhiều gốc tự do hơn khi bạn ăn với tốc độ thông thường. Giống như tập thể dục với cường độ cao vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể sẽ gây ra các gốc tự do có hại. Điều tương tự cũng xảy ra trong hệ tiêu hóa. Ví dụ như nếu bạn ăn một cái bánh hamburger một cách vội vàng, bạn sẽ cần năng lượng nhanh chóng để tiêu hóa thức ăn. Điều này sẽ khiến cơ thể bạn tạo ra gốc tự do. Ngoài ra, nếu ăn nhanh, lượng đường huyết tăng lên nhanh chóng, cơ thể cần phải tiết ra một lượng lớn insulin. Để tiết ra lượng insulin lớn, cơ thể lại phải cần năng lượng nhanh chóng. Điều này lại khiến cho gốc tự do lại sinh ra nhiều hơn nữa. Ngoài ra, nếu ăn nhanh, ta sẽ bị ăn quá nhiều trước khi hormone được tiết ra, khiến cơn đói dừng lại. Ngược lại, nếu ăn chậm, bạn có thể giảm được những gốc tự do tạo ra. Vì vậy, tác giả khuyên bạn nên dành ít nhất 30 phút để ăn một bữa. Hãy cùng nhau tóm tắt lại một số ý chính của phần 2 nhé. Ý thứ nhất, phương pháp để cải thiện số lượng và chất lượng của thi thể, làm cơ thể trở nên trẻ hơn là khiến cơ thể cảm thấy đói. Cách này khiến hạn chế calo, kích thích gen tuổi thọ hoạt động, khiến thi thể tăng lên, tuổi thọ kéo dài và cơ thể trở nên khó mắc bệnh hơn. Ý thứ hai, hơn cả việc liên quan đến calo hay không, chỉ bằng việc cơ thể có cảm giác với cơn đói, số lượng thi thể tăng lên và chất lượng thi thể được nâng cao, tế bào tái tạo và dần dần trẻ lại. Việc ăn 2 bữa trong ngày hoặc rời thời gian không ăn hợp lý vào cuối tuần sẽ cung cấp cảm giác thói bụng hợp lý cho cơ thể, và bạn phải luôn luôn điều chỉnh để không bắt cơ thể vượt quá mức chịu đựng cần thiết. Ý thứ ba, hãy dừng lại việc ăn nhanh. Việc này khiến cơ thể tạo ra nhiều gốc tự do gây hại, dẫn đến bệnh tật và gia tăng nhanh sự lão hóa. Ngoài ra, khiến chúng ta ăn quá nhiều trước khi hormone đo được tiết ra để khiến cơn đói dừng lại. Cuối cùng, chúng ta cũng đã đến phần số 3. 3 thói quen quan trọng giúp cơ thể ta biến đổi, giúp ta biến bản thân trở thành phiên bản lý tưởng trẻ trung trong tương lai. Tôi sẽ không để bạn đợi lâu. 3 thói quen đó chính là: thói quen thứ nhất, tận dụng sức mạnh của cái lạnh. Thói quen thứ hai, phương pháp vận động kết hợp cá ngừ với bụng rỗng. Và phương pháp số 3, đó là thay đổi tư thế hàng ngày. Chỉ cần đưa ít nhất một trong 3 thói quen này vào cuộc sống, bạn có thể trẻ hóa cơ thể từ bên trong. Cùng tôi tìm hiểu xem 3 thói quen này cụ thể là như thế nào. Thói quen thứ nhất, tận dụng sức mạnh của cái lạnh. Bạn biết không, khi cơ thể của chúng ta trải nghiệm cái lạnh, số lượng thi thể trong cơ thể tăng lên và năng lượng được kích thích tạo ra. Thi thể có tính chất thích lạnh và đã được chứng minh rằng khi đặt trong môi trường lạnh, số lượng thi thể tăng lên. Do đó, khi bạn đưa cơ thể vào trải nghiệm cái lạnh một cách hợp lý, bạn sẽ khiến số lượng thi thể trong cơ thể tăng lên. Cụ thể, có thể tập thể dục trong môi trường lạnh hoặc tắm nước lạnh. Tập thể dục trong môi trường lạnh, tức là như luyện tập trong thời tiết lạnh hoặc bơi lội trong thời tiết lạnh, là những ví dụ điển hình. Bằng cách thực hiện những bài tập này, bạn có thể tăng lượng thi thể một cách hiệu quả. Tuy nhiên, tôi biết việc tập thể dục trong môi trường lạnh có thể khó khăn cho một số trường hợp và nó không phù hợp với tất cả mọi người.
Vậy thì bằng việc tắm nước lạnh cũng sẽ mang lại hiệu quả tương tự đấy. Khi bạn tắm nước lạnh, bạn kích thích ti thể trong cơ thể tăng cường hoạt động. Cùng với số lượng ti thể tăng lên, sau khi mặc quần áo, cơ thể bạn sẽ cảm thấy ấm áp từ bên trong. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các khu suối nước nóng tại Nhật Bản đều có một hồ nước lạnh. Thậm chí cả vào mùa đông tuyết rơi, sau khi ngâm cơ thể với nước ấm, mọi người từ trẻ đến già đều chuyển sang ngâm nước lạnh và thực hiện ấm lạnh lặp đi lặp lại. Trong suối nước nóng luôn có các phòng xông hơi. Sau khi xông hơi, người Nhật sẽ ngâm mình vào nước lạnh. Từ ngày xưa, dù lúc đó khoa học chưa đưa ra kết luận về ti thể, người Nhật đã có thói quen kích thích ti thể tăng cường hoạt động. Bằng cách làm lạnh cơ thể, số lượng ti thể tăng lên và chúng ta có thể kỳ vọng vào hiệu quả làm trẻ cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn là người có cơ thể khó làm quen với cái lạnh hoặc cơ thể đã quá quen với việc tắm nước ấm, trong trường hợp đó, bạn cũng có thể thử cách tắm bằng nước lạnh trong khoảng 1 phút. Tất nhiên, nếu 1 phút là quá khó, thì 30 giây cũng được. Chỉ cần tắm nước ấm sang tắm nước lạnh trong 30 giây cuối cùng của việc tắm hàng ngày, bạn cũng đã có thể kích thích cho tư thế hoạt động tốt. Và bạn sẽ không tin nổi đâu, sau khi mặc quần áo xong, bạn cảm nhận thấy cơ thể ấm áp từ bên trong hơn rất nhiều so với tắm nước nóng thông thường. Đó là do bạn đã kích thích và làm gia tăng số lượng ti thể khiến cơ thể bạn tỏa năng lượng từ bên trong. Thật tuyệt vời đúng không? Ngoài ra, việc này còn mang lại công dụng giảm stress hiệu quả. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với thói quen thứ hai, vận động cá từ với vận động. Phương pháp gì mà kỳ lạ? Hãy cùng nhau tìm hiểu. Cá ngừ là một loại cá thịt đỏ, là một loại thực phẩm giúp tăng cường cơ bắp đỏ. Cơ bắp đỏ là cơ bắp có sức chịu và chứa nhiều ti thể. Do đó, việc ăn cá ngừ có thể giúp tăng cường ti thể trong cơ bắp. Trong việc vận động, việc tăng cường cơ bắp đỏ rất là quan trọng. Vận động cá ngừ nghĩa là bạn thực hiện các bài tập để tăng cường cơ bắp đỏ có sức chịu đựng. Việc thực hiện các bài tập như đi xe đạp hoặc chạy bộ có hiệu quả tăng cường cơ bắp đỏ. Chạy bộ và đi xe bộ đạt hiệu quả khi thực hiện với cường độ khoảng 60% của nhịp tim tối đa. Điều này giúp tăng số lượng ti thể, đem lại hiệu quả làm trẻ hóa cơ thể. Sự tăng lượng cơ thể có thể xảy ra trong một thời gian ngắn và trong một số trường hợp bạn có thể cảm nhận được hiệu quả trong vòng 1 tuần. Bạn không cần phải lo lắng rằng chân hoặc tay của phụ nữ sẽ to ra nếu tập luyện. Việc tăng cường cơ bắp đỏ ngược lại sẽ giúp duy trì vóc dáng thon gọn. Ngoài ra, khi vận động, nếu bạn muốn tăng cường hiệu quả của ti thể, bạn không nên ăn trước khi tập luyện. Thay vào đó, việc để bụng rỗng khi tập luyện giúp tăng cường hiệu quả tối đa hoạt động của ti thể. Cuối cùng, hãy đến với thói quen thứ ba, thay đổi tư thế hàng ngày. Hành động nhỏ này sẽ khiến cho ti thể bên trong chúng ta tăng số lượng. Đó là thay đổi tư thế đi, đứng, ngồi hàng ngày. Ồ, đây không phải là hành động gì cao siêu đúng không các bạn? Đơn giản chỉ là khi ngồi hoặc đứng, bạn hãy ý thức giữ lưng thẳng. Khi ngồi, bạn hãy kéo lưng sao cho nó song song với tựa lưng của ghế. Người làm việc với máy tính thường có thói quen lưng cong về phía máy tính, thì hãy chú ý việc này. Khi đi bộ, bạn hãy nhìn về phía trước thay vì nhìn xuống dưới. Nói thì đơn giản, nhưng tôi biết mà, nó không đơn giản. Tư thế đi đứng vốn đã quen thuộc đối với mỗi chúng ta hàng chục năm, làm sao nói sửa là sửa ngay được. Nó đâu đơn giản như ăn một củ khoai lang lớn. Tuy nhiên, không đơn giản chứ không phải là không thể, phải không các bạn? Khi đứng và ngồi, bạn hãy thường xuyên ý thức về tư thế và thay đổi dần dần từng chút một. Bạn là ông chủ của cơ thể mình, khi bạn muốn thay đổi, cơ thể bạn sẽ tuân theo bạn thôi. Và trong phần 3, chúng ta đã có cho mình 3 thói quen mạnh mẽ để tạo năng lượng khiến cơ thể trẻ từ bên trong, tận dụng sức mạnh của cái lạnh, phương pháp vận động kết hợp cá ngừ với bụng rỗng và thay đổi tư thế hàng ngày. Dạ vâng, xin tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị ở những nội dung chuyên đề vào những lần tiếp theo. Và chương trình livestream trong buổi tối ngày hôm nay cũng xin tạm dừng lại. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị.